Này ha, cái chỗ mà mình đọc bảo hiểm là chỗ này người ta hướng dẫn rất rõ nè. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh là căn cứ vào tổng tiền chi đã cho các khoản khác ngoài các khoản tiền mà liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Tức là đã liên quan thì tôi liệt kê hết 5 khoản mục ở trên rồi. Đúng không? Được phản ánh ở các mục từ 2, 3, 4, 5 như tiền chi bồi thường, tiền phạt. À, do đó lại đi nè, đưa vô đây là bao gồm tiền chi bồi thường nè, bị phạt nè, các khoản chi khác nè, tiền nộp các loại thuế nè, nhưng mà không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, tiền đưa đi ký cược ký quỹ, tiền trả lại các khoản ký cược ký quỹ, tiền chi trực tiếp bằng nguồn dự phòng phải trả, tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ phát triển khoa học công nghệ, chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, vân vân. Thế không Duyên? Dạ thấy Alo. cô. Dạ thấy. Nêu rất rõ ha, chỗ này ta nêu rất rõ rồi nên là ok. Nhi thì mới gửi cho cô. Bạn Nhi vừa gửi cho cô. Bạn Nhi, cái nghiệp vụ số này, số số 2, cái nghiệp ngày 7 tháng 1 mà chi vật tư để sửa chữa 2413 đó, hồi nãy cô vừa sửa rồi, cái chỗ này em sai đó Nhi. Cái dòng tiền thuế giá trị gia tăng một là đưa vô theo đúng như này luôn là 21. Nghe chưa? Dạ Hiểu không à? dạ 21. Rồi chứ không có, có để mình đã thống nhất nguyên tắc luôn rồi, nó theo cái dòng tiền chính của doanh thu luôn, hoặc chi phí luôn. Những bạn khác thì để ý nha, thế nhiều khi lật ra tương nó bị nói hoài thì nó mất thời gian quá. Những câu số. Ok. Bạn Ngân sao mà Kim Ngân là sai giống như Thanh Duyên ha, đồng thời Kim Ngân sai chỗ cái dòng tiền từ hoạt động cái chi sửa chữa bộ phận lưu trú hồi nãy giống như cái bạn hồi nãy cô vừa sửa, giống như bạn Thủy, giống như bạn Nhi vừa sai hồi nãy giống như cô sửa. Cùng dòng tiền là 21 hết. Còn cái dòng tiền của nghiệp vụ bộ phận lưu trú phiếu thu 18 là chưa đánh dấu dòng tiền nè. Cái tiền bảo hiểm xã hội nãy cô vừa sửa rồi. Cái dòng tiền vô. Nhật tiến. Nhật tính là sai cái dòng tiền giống y chang như cái chỗ mà chi dòng tiền 21 nha, thuế giá trị gia tăng. Tín ơi, Tín có đó không? Tín Tín ơi, Tín à, Tín ơi. Ủa sao bạn Tín không nghe nhỉ? Các bạn nhận xét giùm cô coi cái chỗ Tín đang bị sai chỗ nào đây, giúp bạn nè. Cái chỗ này là bạn đang bị nhầm nặng luôn á. Dạ, có Rồi, cái này là Tín đang bị sai cái gì đây? Cô nói ví dụ như nghiệp vụ này, em nhận xét rồi mình bị sai cái gì? Làm kế toán mình nhận xét thử. Bạn nhận xét xong các bạn khác góp ý giùm cho bạn Tín. Để coi Tín nó đang bị sai chỗ này đây. dạ sai dòng tiền rồi cô. Sai dòng tiền là một. Ok, tiếp. Có ai thấy không? Có ai thấy Dạ giúp bạn Tín sai không? cái giá trị gia tăng Đúng rồi. Tín quên rồi. Cái tài khoản 336-08271 là thuế giá trị gia tăng đầu ra. Nhớ không Tín? thuế. Đây nè. Đây là em ghi doanh thu là ghi có nè, có 338-336-08271 là thuế giá trị gia tăng đầu ra. Còn ở đây là mình mua là thuế giá trị gia tăng đầu vào mà sao em ghi đầu ra đây? Mình mua là thuế đầu vào chứ đúng không à? Đúng không? Thuế đầu vào, do đó đây là phải là 136-08271. Lưu ý nha. Mình nhầm hết tài khoản thuế giá trị gia tăng rồi đấy. Đầu ra thì mới 36, đầu vào là 136. Ok, tính rồi.
Dòng tiền số 5. Nguyệt thì ghi thêm một cái phong cách khác. Nguyệt. Alo. Dạ. Bạn Phan Thị Minh Nguyệt. Dạ. Nguyệt ơi. Ok. Cái này, dòng tiền số 5 là dòng tiền gì vậy Nguyệt? Dòng tiền số 5 là dòng tiền gì Nguyệt ơi? Ok. Coi. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cô. Vậy thì mình để số 5 ở đây có đúng không? Ừ, mình để số 5 đây đúng không? Mà đã có nộp đâu nộp thì phải là ra chứ. Đúng không ạ? Mà ở đây là mình đang dòng tiền vô mà. Bản chất về dòng tiền ra vô là đã sai rồi đó. Đúng chưa? Dạ. À, mà mình đã thống nhất rồi. Những có hai cấp. Một số đơn vị thì nó lấy luôn cả cái dòng tiền này coi như cái tiền là tiền thu vô từ bán hàng. Nên là thuế giá trị gia tăng cũng thuộc là tiền thu vô luôn. Hiểu không ạ? Nên là ở đây người ta lấy luôn một hết. Chứ không có sủng sen đây nằm. Còn có đơn vị khác người ta phân theo tài khoản. Nha, người ta nói khúc này trên là tôi ghi doanh thu. Nhưng mà cái tiền thu, tiền thuế giá trị gia tăng đầu ra này sau này tôi cấn trừ thuế đầu vào. Nên tôi coi thuế giá trị gia tăng đầu ra này nó chính là gì? Dòng thu khác từ hoạt động kinh doanh. Tức đây là 111 và đây là 6. Đúng không ạ? Nhưng mình ngay từ ban đầu mình thống nhất. Mình thống nhất luôn. Là tất cả đây là mình sẽ ghi là gì? Theo cái dòng tiền là một dòng tiền một thôi. Nó là coi như tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ. Đồng ý không ạ? Ok chưa? Để em sửa lại cô. Ok. Để ý nha. Rồi. Tiếp. Giảng rồi chứ nhiều khi coi lại cũng sai lum ha. Mai nữa rồi. Hoàng Thị Kim Ngân. Ok. Rồi một chút mình sẽ coi tiếp nha. Check cái số liệu của các bạn. Cô nhìn sơ các bạn để cô sửa ngay đi các bạn. Thôi là sai. Nhiều khi là các bạn cứ xem cô sửa những bạn kia thì chắc chắn là mình cũng đâu đó mình sẽ rơi vào cái tình huống như vậy ha. Mình cũng bị cái sai sót như vậy. Ồ, cô mới vừa coi bài của ai nó có cái sai nữa ta. Có một cái gì đó nó sai sai. Có một cái gì đó nó sai sai. À, có những bạn làm nó cũng xa xa rồi nhưng mà các bạn không hiểu được bản chất ha. Nếu có điều tôi cũng phải giảng lại chứ không phải là các bạn không hiểu tại sao nó có cái nghiệp vụ như vậy và phát sinh tại công ty. Ok, bài của bạn Hoàng Thị Kim Ngân. Hoàng Thị Kim Ngân, ok rồi. Có bài của bạn nào nãy cô hồi bật lên nó đang bị sai cái nào mà cô tìm lại không ra. Hoàng Thị Kim Ngân, ok.
Không có sai, thì cho bạn ghi chú ở đây, cô tưởng là các bạn bị lỗi cái chỗ này. Ok. Rồi. Mình sẽ làm việc tiếp nha. Ok, mình hôm trước mình đã đến cái trang màn hình để các bạn đỡ bị rối. À, nhóm nào á, mà mình làm về cái chủ đề về hóa đơn chứng từ á, thì các bạn để ý ha, mình phải để ý mình xem. Nhưng mà mình đang làm thì mình tiện các bạn khác mình đang có nghiên cứu về nó, thì mình sẽ coi thử, mình coi coi những trường hợp đó đó, những cái đơn vị đó đó, nó làm cái hóa đơn gì vậy, mình nhận được là hóa đơn này đúng hay sai, đúng không ạ? Hóa đơn này đúng hay sai, nó có đúng luật hay không, được không ạ? Và những cái bạn nào, những nhóm nào mà có phản biện cũng vậy ha, mình phản biện cũng vậy thì mình cũng để ý mình coi coi có đúng hay không. Okay, ha. Rồi đến phần này. Của cô ơi, làm tiểu luận, làm tiểu luận ngốc. Là mình làm PowerPoint để chiếu lên trên đây. Cô nghe. Là mình làm sao? Là mình làm file Word hay là làm PowerPoint để chiếu lên trên đây? Word thôi, không cần PowerPoint đâu em. Word thôi ha, Word mình thật luôn. Không cần phải trình chiếu là mất thời gian ha, Word thôi. Ok. Để cô coi nó đang tới mình đến cái đoạn thuế giá trị gia tăng. Giải khác lưu trú tấm nệm số 2. À, chi bảo hiểm xã hội là dòng tiền số 7. Đúng không ạ? Tháng 1 chị nập mực rồi, nập mực thay room hôm trước à, là cô hướng dẫn rồi ha. Hôm trước cô hướng dẫn cái phần nập mực với thay room rồi đúng không ạ? Cái phần mà sau cái bút toán của này. Cô cho anh đây đi. Vì có một số bạn thì làm rồi, một số bạn thì chưa có làm, nên chắc là cô nói lại một tí ha, vì cô thấy các bạn cũng đã làm rồi, thậm chí làm qua xa luôn nữa. Rồi, do đó ở đây là các bạn phải lên đây là bạn làm, chứ còn nếu bạn không làm đã, là các bạn đã bỏ xa các bạn rồi, còn những bạn đã làm xiên rồi còn về còn làm thêm nữa, đúng không? Thì ở đây hôm trước mình tới cái đoạn là mua vật tư xây dựng, mình nói cô nói là các bạn xử lý dùm cô thành 2413 thì các bạn đã làm rồi, và mình đã chuyển cái dòng tiền này, dòng tiền 21 là đầu tư xây dựng. À, đầu tư mua sắm và xây dựng tài sản, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ qua cái phiếu chi số 3 trong ngày 7. Nha, phiếu chi số 3 thì phiếu chi này là nạp mực với thay room của máy in. Thì chi phí này thì mình đưa vô 627 nha. Bạn đưa vô 627 thì các bạn lưu ý giúp cô. À, cái phần 627 nè. Cô chiếu lên cho các bạn xem. Đâu rồi? Nè, đúng không? Ở đây là của một phần lưu trú, đúng không? Mình đưa vô 6277 chấm.
6.1 đúng không? 6277.1. Rồi sau đó mình mua nệm thì đó là 153 và thuế đầu vào sẽ là 136. Nhìn nhớ 136 chứ phải 36 nha. Tím nha. À. Rồi dòng tiền này, dòng tiền là ghi dòng tiền số 2. Ok ha. Còn những nghiệp vụ doanh thu thì mình ghi như bình thường. Sau đó mình sẽ sau nghiệp vụ này sẽ là mua 2 tấm nệm nè đúng không ạ? Mua 2 tấm nệm chứng từ đi kèm. Rồi sau đó là mình thu có hai phiếu thu, thu là bán hàng với vé massage thì mình cũng hạch toán giống như bình thường ha. Ở đây thì người ta đã tách sẵn cho mình cái phần doanh thu về giải khát và massage của bộ phận này là bộ phận massage, doanh thu của bộ phận massage. Cái này là tiền, sau đó doanh thu, đúng rồi, doanh thu của phần massage bao gồm là bán hàng với tiền vé, đúng không? Tiền vé, đây là bán hàng này đây. Còn tiền vé thì là nó nằm một cái bảng kê, bảng kê thì bảng kê đính kèm đây. Như vậy ha. Rồi sau đó là tiếp tục là mình ghi doanh thu của đây là thu ăn uống, đúng không ạ? Thu ăn uống của bên bộ phận nhà hàng. Bạn thấy hai cái con dấu, nhìn để ý chứng từ kỹ giúp cô ha. Đây là bộ phận nhà hàng ghi nhận doanh thu và đồng thời là thu tiền mặt. Thì ở đây thì mình thấy cô đã tách sẵn giải khát và ăn uống rồi. Tương ứng với cái phiếu thu này mình sẽ có hai cái hóa đơn. Hóa đơn là tiếp khách ăn uống và có kèm bảng kê. Giống như là mình hay thấy, đúng không ạ? Thì mình để kiểm tra cái số này 6 triệu 3 VT nè. Thì ở đây nó tương ứng với nào đúng không ạ? 603, đúng không ạ? Và 6 triệu 3 này trong đây người ta tách ra. 6 triệu 3 này trong đây người ta tách ra. Từ Heineken cho tới cái mặt hàng là soda thì nó chính là doanh thu về giải khát. Còn ở dưới nó chính là doanh thu về ăn uống, đúng không ạ? Anh doanh thu về ăn uống chế biến tức là 5112. Đúng không? Ăn uống thì 5112, do đó mình để ý cái dòng tiền á. Ở đây là cái tài khoản ta ghi cũng là 5112 đúng không ạ? 5112. Đúng không ạ? Tương tự mình sẽ có cái doanh thu tiếp theo là doanh thu của một phiếu thu tiếp theo. Rồi sổ quỹ của ngày 9 tháng 1. Trong sổ quỹ ngày 9 tháng 1 thì mình sẽ có tổng cộng là 3 phiếu thu. Tiền phiếu thu tiền phòng và dịch vụ thì chắc chắn này là của bộ phận lưu trú rồi. Thứ hai là doanh thu về bán hàng và vé massage của phần massage. Và ba là thu từ ăn uống là chắc là của bộ phận là nhà hàng. Đúng không ạ? Ở trên là bộ phận lưu trú, massage và nhà hàng. Và sau đó mình sẽ có cái phiếu chi. Phiếu chi 567 là mua tấm nệm, nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn với nộp tiền khấu hao. Nộp tiền khấu hao với quản lý doanh nghiệp về cấp trên. Các bạn lưu ý, cô nhắc lại về đặc điểm của đơn vị này. Là tại sao có chuyện là nộp tiền khấu hao nha. Nộp tiền khấu hao là do là cái đơn vị đó nó sẽ được đơn vị cấp trên cấp tài sản cố định cho. Đúng không? Nếu bình thường mình mua tài sản cố định thì khi mình khấu hao á thì mình sẽ là gì? Mình khi mình mua tài sản cố định thì mình sử dụng thì mình sẽ trích khấu hao, mình đưa dần vào chi phí. Nhưng mà còn đây là do đơn vị cấp trên á, là cấp cho cái cấp dưới hoạt động. Đúng không? Và cơn dịu đơn vị cấp dưới mà trích khấu hao đưa vào chi phí nên làm giảm cái tiền phải nộp về đơn vị cấp trên nữa. Do đó là cái tiền mà trích khấu hao đó là phải nộp ngược lại về trên. Đó là coi như tôi cho anh tài sản lên hoạt động, còn anh một khi đã ghi nhận nó vào chi phí thì anh phải nộp cái tiền chi phí đó lại cho tôi. Vì bản thân anh có đầu tư mua sắm tài sản cố định. Và phần phí quản lý doanh nghiệp này nó có lý do là những cái đơn vị cấp dưới nó hoạt động là nhờ đơn vị cấp trên nó năng về cơ cấu, về tổ chức, về hỗ trợ vốn rất nhiều, nên về mặt quy định thì ở cấp trên có quy định là tất cả các đơn vị cấp dưới đều nộp phí quản lý hết ha. Phí quản lý có khi là 2, 5, 3 tùy cái mỗi đơn vị nó có thì cái phí quản lý để nộp cũng khác nhau. Okay, ha. Do đó là mình có cái phần gọi là nộp phí quản lý, đúng không? Rồi nộp bảo hiểm. Và nộp tiền bảo hiểm, bảo sao về y tế, bảo hiểm thất nghiệp là lý do tại sao mình không làm mà mình phải nộp về cấp trên. Thì do đặc thù, do cơ cấu quản lý, do tổ chức của cái tổ chức này thôi. Cái cách tổ chức thì cái đơn vị này là đơn vị cấp trên thì tất cả các đơn vị trực thuộc cùng địa phương, ví dụ khách sạn Hải Vân, khách sạn Kỳ Đồng, vân vân, tất cả các khách sạn này nè các bạn, thì không có thực hiện kê khai và nộp thuế nha. Và đồng thời là cũng không có kê khai, không có cái
Hello cô ơi. Alo. Alo. Sao tự nhiên cô không nghe tín hiệu mấy đứa nha. Nãy cô rất nghe cái gì? Nãy cô rất là... Alo. Cô tắt nhầm cái nút. Cô tắt nhầm cái nút của chế độ máy bay. Ok. À. Rồi, cô nói lại khúc này ha. Đơn vị của công ty cổ phần Sài Gòn Hóa Xa sẽ thay mặt cho tất cả các đơn vị trực thuộc cùng địa phương cấp tỉnh, thành phố thực hiện là nghĩa vụ với cơ quan thuế, với các cơ quan bảo hiểm v.v. luôn. Do đó tất cả các khoản này á, là các đơn vị cấp dưới nộp về cho công ty cổ phần Sài Gòn Hóa Xa. Công ty cổ phần Sài Gòn Hóa Xa sẽ tiến hành là gì? Thay mặt các đơn vị cấp dưới này đi nộp. Ok ha. Do đó tại sao nó có khái niệm là nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, rồi nộp khấu hao cơ bản, được không ạ? Do đó cô muốn mấy đứa làm, mấy đứa để hiểu bản chất của những cái sự việc nó phát sinh ở những cái đơn vị nó phức tạp vậy đó. Đơn vị độc lập thì mình biết rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ đơn vị này nó hơi khác một chút, đơn vị cấp trên, cấp dưới thì như thế nào? Thì mình học để mình biết được cái cách làm của nó. Thu tiền phòng, dịch vụ và ăn uống thì... không có gì để nói ha. Cái này thì các bạn biết rồi, nó giống những nghiệp vụ trên, cô không nói nữa. Chỉ làm ơn chú ý giùm dòng tiền giùm cô. Ví dụ như chỗ này giải khát nè, tiền phòng với giặt ủi, dịch vụ giặt ủi thì làm ơn nhớ ha. Mình có cái giặt ủi đó là chính bộ phận là doanh thu khác. Đúng rồi, bên đây bạn có đó phát sinh nè. Mình có doanh thu giặt ủi của bên bộ phận lưu trú thì nó là đây. Đúng không? Nó chính là doanh thu dịch vụ khác. Đúng không? Nó giống như tiền điện thoại với giặt ủi đó. Thì lần trước mình có cái phiếu thu đó thì năm 1138, đúng không? Mình phải đi cái chỗ đó dùm cho cô. Rồi, phòng giải khát này ha, và bộ phận massage thì cái này bình thường. Bây giờ tiếp theo là mình có cái doanh thu phòng nghỉ ha. Thì giống như trước là mình sẽ kiểm tra tất cả phòng nghỉ cộng lại, so sánh với bảng tổng hợp có đúng hay không. Rồi bắt đầu mình mới tách cái doanh thu trong cái doanh thu phòng nghỉ này thì là bao nhiêu là doanh thu tiền phòng, bao nhiêu là doanh thu về tiền nước uống, rồi có tiền điện thoại, tiền giấy giặt ủi gì hay không. Rồi, tiếp theo, này là tự làm, các bạn cô thấy cô làm hết rồi. Cô nói lại cho những bạn làm chậm. Rồi, chỗ này là bên bộ phận massage, giải khác của bộ phận massage, tương tự ha. Mặc nhiên làm hết cho cô. Cái chỗ này là doanh thu về chi phí về mua tiền, mua nệm. Đúng không? Mua nệm thì là hạch toán như bình thường. Đúng không? Nợ 153 và có 11. Giống như những nghiệp vụ trước. Rồi, tới cái đoạn này. Nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đúng không? Thì nhớ 336. Thì nhớ 336 chỗ này á, mình để ý nè. Ở trong đây cái phiếu này là 2886. Đúng không? 2886. Bạn để ý cái chứng từ ở đây là phiếu chi. Và phiếu chi này nó đi kèm với gì? Một cái biên lai thu. Ở đây phiếu chi này là do là khách sạn Hải Vân lập, đúng không? Khách sạn Hải Vân lập của bộ phận massage nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn cho khách sạn, cho công ty cổ phần Sài Gòn Hóa Xa. Do đó là bộ phận massage sẽ lập một cái phiếu chi, đúng không? Còn ngược lại thì các bạn thấy nha, đúng không? Được chưa? Còn ở bên bộ phận, ở trên văn phòng công ty á, thì ngược lại nó phải làm một cái phiếu là cái biên lai thu. Đúng không ạ? Đây, bạn thấy góc trên của đây là công ty cổ phần Sài Gòn Hóa Xa, văn phòng công ty. Cái người nhận, người nộp là Trần Quốc Hùng. Đúng không ạ? Cái người này làm nộp cái này, họ lập biên lai thu thì mang cái chứng từ này về á, mới kèm với cái phiếu chi này thì mới hạch toán được. Đúng không ạ? Ngược lại mình đối ứng mình thấy ha. Đó. Thì về cái số tiền. Thì bạn về cái tài khoản thì bạn chọn ở đây nó có tài khoản, nó là cái khoản hạch toán nội bộ,
đây là chọn 336-0822 phải thu nội bộ, phải phải trả nội bộ về khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn, nó có sẵn ha. Rồi tương tự gì mình có phí quản lý, đúng không? Phí quản lý, nộp phí quản lý, nộp có hao cơ bản và phí quản lý doanh nghiệp, thì ở đây nó tách ra 97 triệu, trong đó bao gồm là khấu hao là 2.881.000 và phí quản lý doanh nghiệp là 94.119. Thì tương tự dưới đây nó phải có cái biên lai thu, được không ạ? Nó có cái biên lai thu thì chúng ta sẽ hạch toán. Ở đây mình có phí quản lý doanh nghiệp nè, đúng không ạ? Phí quản lý doanh nghiệp nè, được không ạ? À, rồi còn khấu hao, đúng không ạ? Về khấu hao thì nó sẽ được đưa vô cái nhánh cái tài khoản 336-0124, đúng không? 336-0124 và 336 phí quản lý doanh nghiệp là 336-0821, được không ạ? 336-0821. Thì ở đây cô muốn cho mấy đứa xem một cái sơ đồ chứng tự. Được chưa? Bây giờ mình xem ha. À, các khoản bảo hiểm, được không ạ? À, mình coi các khoản, sẵn đang nói về các khoản bảo hiểm và các khoản là khấu hao. À, thì một chút thì cô sẽ khấu hao thì nó phức tạp hơn một chút. Đụng tới cái phần mà khi mình tính khấu hao thì cô sẽ là nói, nhưng mà cô nói trước để vì cho nó khó nên mình nói trước để mình tư duy trước. Rồi sau đó mình đụng tới thì mình sẽ xem lại một lần nữa. À, đối với phần là bảo hiểm xã hội y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn, các bạn lưu ý. À, khi phát sinh thì mình biết được là một phần là sẽ đưa vô chi phí, đúng không ạ? Rồi một phần là người lao động phải chịu. Thì khi người lao động phải chịu thì mình ghi là nợ của 334, đúng không ạ? Và có, thay vì đúng tài khoản là 338, 3382, 3383, 3386, đúng không ạ? Tuy nhiên do là mình không có quan hệ hạch toán, thanh toán với các cơ quan bảo hiểm, do đó là cũng giống như thuế nên tất cả các khoản hạch toán về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vân vân thì đều hạch toán thông qua tài khoản 336 hết, đúng không ạ? Và 336 gọi là gì? 0822. À, đây 336-0822, đúng không ạ? Đây là 336-0822, nhìn thấy mình hạch toán là đúng không ạ? 336-0822. Và do đó là mình thấy là thay vì mình ghi dùng tài khoản đúng là 338 thì mình sẽ dùng 336-0822. Phần nào đưa vô chi phí mình hạch toán nợ chi phí và có 336-0822. Và khi nào mình đang nộp, thay vì nộp cho cấp trên thì mình sẽ nộp về cho cơ quan bảo hiểm thì mình sẽ nộp về cho công ty. Được không ạ? Đó là chi nhánh, đúng không? Bây giờ mình đang hạch toán, hồi nãy giờ mình đang làm bút toán chi. Mình đang làm bút toán này nè. Đúng không? Và cuối kỳ mình sẽ hạch toán bút toán này. Ok ha, hạch toán bút toán này. Mấy đứa nghe hiểu không? Tới đoạn này theo kịp không? Alo, theo kịp không mấy đứa? Alo, nghe cô kịp không hay là đang ngồi ăn xế đó vậy hả Ngọc? Dạ không, đâu có, em đang theo dõi chứ. Kịp ha. Vậy do là đang cái khoản đó, nếu mà cô chỉ để cho các bạn hạch toán đúng cái tài khoản thì các bạn không gì để nói, nhưng cô muốn là các bạn ngay thời điểm này các bạn tư duy luôn cái vấn đề bản chất của nó, thì cái khúc sau nó còn gì, đúng không? Thì bây giờ mình đang dùng cái tài khoản này, có một cái cô muốn truyền đạt các bạn tại sao mình sẽ dùng tài khoản 336 mà không 338. Thì lý do là đơn vị này là đơn vị trực thuộc, đúng không? Và cơ chế mà thiết lập về quản lý của nó là lập theo là bộ máy, là bộ máy tập trung, đúng không? Còn phải tập trung nên tất cả cái chứng từ sau này đều chuyển về cho bên cấp trên để cấp trên hạch toán hết chung cho toàn cái công ty, đúng không ạ? Làm theo cơ chế tập trung á, do chứ không có làm theo phân tán.
Đúng rồi, do đó là về bảo hiểm nè, về giao dịch với ngân hàng, về bảo hiểm, về các thứ là đều qua đơn vị cấp trên hết, đơn vị cấp dưới hoạt động xong nộp phí quản lý vậy thôi, đúng không ạ? Thì đó là cái cơ cấu về cái thiết lập về cái quản lý của cái công ty này. Chính vì vậy nên nó dùng tài khoản 336 mà nó không dùng 338 là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình mới thanh toán phiếu chi thôi, đúng không? Thì về sau mình sẽ tương tự mình chuyển cái 336 này vô nợ chi phí và nợ của 334. Còn ở dưới góc độ công ty thì nó làm gì? Chưa đúng không? Vài bữa nữa mình sẽ được chuyển chuyển nhiệm vụ, cô sẽ làm cái giấy thuyên chuyển công tác cho mấy đứa là chuyển qua làm kế toán của văn phòng công ty. Nhưng bây giờ mình cũng nộp luôn, mình cũng biết luôn. Cũng được, đúng không? Mình đã hình dung được cái sơ đồ của nó. Ok. Vậy thì ở dưới mình hạch toán là 136, thì trên công ty nó thu tiền, mình mà 1336, mình là 336, chi nhánh mà 336 thì trên công ty mình là coi như phải trả, thì trên công ty là phải thu. Đúng không? Do đó khi mình nộp tiền về công ty sẽ ghi nhận nợ 11 và có 136. Đúng không? Sau đó nó phân 136 này trả về đúng cái tài khoản là 3382, 3383, 3384. Đúng không ạ? Rồi 3389. Sau đó là nó mới đem đi nộp thì nó mang cái này đi nộp qua 1112. Ok ha. Vậy nó thêm một cái đoạn ở giữa này thôi, nó thêm tài khoản 136 với 336 thêm một cái nữa. Do đó ở đơn vị này cái cực kỳ phức tạp nhất nó chính là cái 136 và 336. Nha, nó phức tạp cực kỳ hai cái chỗ đó. Rồi. Tiếp theo ha. Phí quản lý, phí khấu hao. Khấu hao cô đang phân vân không biết có nên nói không đây. Vì bắt đầu là khấu hao thì nó phức tạp lắm. Nộp khấu hao. Nộp khấu hao về cho cấp trên á. Thì nộp khấu hao thì mình đang ở lại bút toán này nè. Đúng không? Mình đang ở lại bút toán này. Đúng không? Mình đang ở lại bút toán này, nợ của tài khoản là 336 0124 và có 12. Đúng không ạ? Rồi thôi chắc bữa sau đi ha. Bữa này mình coi về cái phải thu phải trả cho bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thì bữa sau bắt đầu mình giải quyết cái một cái đám này á. Coi về hạch toán về cái nội bộ giữa cái khấu hao giữa cấp trên với cấp dưới về phần khấu hao để cho mình đỡ đỡ rối à, chứ bây giờ mình nói hai cái là nó rối nùi luôn á. Ok, mình chọn cái tài khoản thôi, bây giờ chỉ cần nhớ giùm cô là 336 thì phí quản lý là nó có tài khoản thì mình chọn sẵn tài khoản đó, rồi còn tại sao mà chọn tài khoản đó và bản chất là như thế nào thì bữa sau mình sẽ giải quyết được không ạ? Rồi nợ phí khấu hao ở đây nha, 336 0124 đây về vốn khấu hao cơ bản được không ạ? Thì cũng có hai cơ bản 3361 24. Ok nha. Rồi tiếp tục là mình sẽ có thu bán hàng, thu ăn uống, kính 8 ly, thạch cao, phí an toàn vệ sinh viên, làm mộc dấu. Ok, hai cái thú thủ trên cô không bàn cãi nữa. Cô đi qua mấy đứa làm, mấy đứa biết làm rồi. Còn cái chứng từ là mua kính 8 ly thì các bạn lưu ý chỗ này là thay vì 242 mình đưa vô tài khoản nào vậy hả Nhân? Thay vì 242 mình đưa vô tài khoản nào, mình đã thống nhất mình đưa vô tài khoản nào? Nhân ơi. Alo. Nhân ơi Nhân. Phủ nhân đâu rồi ta? Tiếng cô vang dội núi rừng mà không thấy nó đâu. Bạn Nhân biết bị hư, cô có nhắn tin bên khung chat. Á Tiên ơi. Dạ em nghe. Alo. Alo.
Dạ em nghe nè cô. Dạ trả lời giùm cô. Dạ thưa cô là 2413. À, nãy giờ làm gì vậy tiên? Dạ cái mic em nó cứ bị cà giật đó cô, nói mình sao nó không nghe. Đâu ha, phải lưu ý cái chỗ này đi. Cô ơi, giờ tới cái mic của cô rồi đó cô, cái mic của cô có vấn đề rồi đó. Vậy ta, nghe được chưa? Chưa cô ơi, không có nghe cô nói cô ơi. Nghe được chưa mấy đứa? Dạ được rồi á cô. Ok. Rồi. Rồi chỗ này thì nhớ dòng tiền 21 giùm cô. À, đây là hóa đơn ha, hóa đơn đi kèm. Phiếu chi tiếp là mua thạch cao thì cái này cũng là 2413 ha. À, cũng có hóa đơn đi kèm với này đây. Ok. Rồi tới phí an toàn vệ sinh. An toàn vệ sinh viên á. À, quý 1 thì ở đây người ta đưa vô 334. Ha, đưa vô 334. Thì các bạn thấy nè. À, một số đứa cũng làm cũng ra ha. Chắc là được thương chữ khóa trước nó không biết làm đâu, không biết đưa chỗ này. Phí an toàn vệ sinh thì cái chỗ này là tại sao đưa vô 334, các bạn nghĩ là một số bạn không thắc mắc là tại sao vô đưa 334. Ai giải thích giùm cô tại sao nãy có bạn hạch toán cho đây đưa vô 334 vậy? Tại sao không đưa vô chi phí mà 334? Có ai giải thích giùm cô được không? Alo. Alo. Nhật Uyên. Nhật Uyên. Tại sao cái đó vô 334 vậy Nhật Uyên? Thanh Duyên. Dạ em nghe cô. Ừ. Dạ em nghĩ là do cái đó là nó nằm ở trong công ty, nó mình chia cho nhân viên cho nên là đưa vô 334, nó thuộc về lương. À, tức là có công ty của ông nó chuyên đi làm vệ sinh đúng không? Đúng rồi cô. Em nghĩ vậy. À, do đó nhiều khi mình không có nằm ở trong công ty, mình không làm giấy kế toán của công ty á, đúng không? Mình không nằm ở trong bộ phận cho công ty đó, mình sẽ không hiểu được bản chất của nó. Do đó là mình sẽ làm có khi mình sẽ không có đúng. Do đó là ta nói là gì, phải bản chất nha. Substance over form là vậy đó, tức là bản chất phải hơn hình thức. À, cô giải thích lý do là như vậy. À, công ty này có cái ông này á, ông Phạm Hữu Chính này á, thì được ổng cử đi á, ổng được cử đi học. À, ở đây nè. Đây, giấy đề xuất nè, ông này thanh toán phụ cấp, đúng không? Trách nhiệm về an toàn viên, tức là ông này á, được ổng đi tập huấn nha, về ông đảm bảo được cái về là vệ sinh an toàn thực phẩm trong cái công ty đó. À, về an toàn vệ sinh đó, thì ổng đảm bảo và ổng được, ổng phải tham gia những cái khóa tập huấn vân vân, thì ổng sẽ được phụ cấp cái khoản này, được không ạ? À? Thì lý do tại sao đó đưa vô 334 là vậy. 334 thì trong đây mình để ý nè, ở trong đây mình sẽ để ý là tài khoản 334 ở đây người ta đang chia ra 3341, đúng không? 3341 là lương,
Đúng rồi, mình sẽ chia ra khi 3 bộ phận. Rồi sau đó là mình có khoản là các khoản phải trả khác 33412. Khác bao gồm gì? Ví dụ như tiền ăn giữa ca mà chỉ có bộ phận lưu trú nó có tiền ăn giữa ca mà thôi. Rồi các khoản nhận tiền, các khoản được nhận từ công ty. À, vì thường bộ phận lưu trú cũng có nhận được khoản này, do đó chỉ mở lưu trú thôi. Hiện tại chỉ mở cho lưu trú. Rồi, tiếp theo còn các khoản là khoản phải trả khác. À, thì cái nào mà không biết đưa vô đâu hết thì đưa vô khác này. Ví dụ như cái phần mà phụ cấp cái tiền mà an toàn vệ sinh viên cho cái ông Phạm Hữu Chính là đưa vô đây. Được không ạ? À? Mình phải hiểu. Do đó mình phải hiểu được bản chất của từng tài khoản, nó hoạt động của công ty, bản chất của tài khoản đó hạch toán dùng để hạch toán cái gì để chúng ta hạch toán cho nó đúng nha. Ok. Làm mộc dấu. À, làm mộc dấu thì để là 6 đưa vô tài khoản 627, và cái này là cũng bộ phận lưu trú ở chỗ nào mà các bạn ý cho kỹ ha. Nếu mà không có trên cái chứng từ không ghi thì đây ghi bổ sung để các bạn biết được là 627 mình hạch toán của bộ phận nào. Để ý những cái này nha, tại vì sao khi mình hạch toán 627 á thì bạn thấy được là nó sẽ hỏi được là bộ phận nào, 627, 641 nó đều hỏi là bạn ở bộ phận nào hết. Đúng rồi, do đó mình phải biết để mình chọn cho nó đúng. Ok ha. Ở đây thì sẽ có người hỏi là bây giờ là 627 là 627 gì? À, đây là một câu chuyện mà cô cũng cần chia sẻ với bạn về mặt kiến thức và về thực tế nữa nè. Ở đây thì dùng tập 6277. Vì có người hỏi cô, ủa cô ơi, tại sao cô không dùng 6278? Em thích 6278. À, ở đây có nè, à, có một là nhân viên phân xưởng, hai dụng cụ, ba là dụng cụ có hai ha, ba dụng cụ, bốn khấu hao, 7 dịch vụ mua ngoài, 8 là bằng tiền. Vậy giữa dịch vụ mua ngoài với bằng tiền nó có gì khác nhau? Đúng không ạ? Thấy hai cái này gì? Cái tên nó gọi nó cũng giống giống như vậy. Vì tại sao tôi sẽ phân biệt như vậy? Đúng không ạ? Ở đây là một cái tùy ha. Nhưng mà cái riêng kinh nghiệm của bản thân cô á. Nha, riêng kinh nghiệm của bản thân cô á. Thì những cái gì á, mà nó không được trừ á, cái chi phí phát sinh bộ phận đó mà không được trừ á, thì cô hay dùng cái đuôi là 8 cô bỏ vô. Ví dụ chi tiền bồi dưỡng này nọ kia bằng tiền, cô sẽ dùng cái đuôi là 86278. Đúng không ạ? Còn là chi cho bồi dưỡng bằng tiền có thể là phát sinh ở bộ phận quản lý doanh nghiệp thì để là 6428 vân vân. Thì khi làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp á, tính ra được lợi nhuận rồi thì cô lấy các khoản nào cái đuôi bằng 8 là cô gom, cô đã phân loại để đưa vô những cái phần chi phí không được trừ. Thì sau đó cô sẽ bóc ra, cô sẽ trừ, nó sẽ nhanh hơn. Đúng không ạ? Hôm trước các bạn lập học môn cái toán thuế lập báo tài chính á, trong đó chỉ có vài cái là không được trừ thôi, đúng không ạ? À, vài cái không được trừ thôi. Nhưng mà mình lại là cô chưa đề cập tới cái chuyện đó ha. Cô chỉ nhấn mạnh cái chỗ đó và highlight cho bạn biết nó là không được trừ. Để bạn bóc ra, cô thấy đâu là một the project nó có project nó 3 khoản, có project nó 4 khoản, có project nó 5 khoản. Đúng không ạ? Nhưng mà làm không để ý là mình thấy là gì, nó lọt xỏ cái chân làm, cuối cùng đến phần tính thuế thu nhập doanh nghiệp là gần như nhóm nào cô cũng sửa nó tè le hết. Đứa thì bỏ sót, đứa thì tính sai, đủ thứ hết á. Đúng không ạ? Thì về sau mình đi làm á thì mình đã nhận định được rồi thì mình sẽ cho nó vô một cái nhánh tài khoản tương ứng để sau này mình bóc nó ra cho nó nhanh, hiểu không ạ? Sau này phần mềm nó có để mình tiến hành là mình lọc cho nó lẹ, đó là mình làm bằng tay đó, để mình hiểu được cách làm nó như thế nào. Còn bây giờ là mai mốt có phần mềm thì cô khuyến nghị các bạn là mình nên chọn, mình có một cái nguyên tắc ngầm cho mình, không ai, cái này không ai quy định hết á, đúng không? Mình tự từ cái kinh nghiệm thực tế của mình làm, mình tự mình set up cái đuôi là mấy để mình ghi nhận những chi phí là không được trừ vân vân, để sau này mình biết được tới đó mình tính, mình lấy nó, mình bóc ra cho nó lẹ, hiểu không Ngọc? Dạ dạ Ngọc. Ok à. Đó, ý là vậy ha. Làm mộc dấu thì do đó đây là chỉ dùng là 6277 nha. 6277 đây là con dấu ha, cắt mộc dấu vân vân. Rồi. Rồi, sau đó là có biên lai, thu tiền lệ phí ha. Thì tại sao bạn thấy nè. Nha, mộc dấu ở đây là 627. Ở đây cũng phải làm rõ chỗ này. Bạn thấy phiếu chi là 450.000 đúng không ạ? À? Thì bạn ở đây là phiếu này nó có 400.000 thôi. Vậy thì ở đây á, tại sao phiếu nó tới 450? 50 là do thêm cái biên lai thu tiền phí lệ phí của cái của phòng cảnh sát về quản lý hành chính, về trật tự xã hội, tức là họ cấp cho mình cái phí để mà cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu là tốn 50.000, hiểu không ạ? Do đó ở đây muốn hạch toán chi phí thì bạn sẽ lấy 50.000 cộng với gì? Vậy nợ tài khoản 6277 là 50.000 cộng với là 366
Đúng không ạ? Và tiền thuế giá trị gia tăng là 36.364, rồi cộng lại thì mới thành là 450.000. Ở đây mình phải cộng thêm 50.000 để vô cái phần tiền hàng. Đúng không ạ? Do đó là tại sao mà ở đây cái phần mà đăng ký dấu nè, cắt dấu nè, chỗ này nó là bằng 413.636, do nó bằng là 6363636, tức là cái tiền mà làm con dấu đó cộng thêm cái phí để làm dấu là 50.000. Đúng không ạ? Rồi sau đó mới VAT thì mới ra được cái tiền. Hiểu không ạ? Rồi. Đó. Về sau là các bạn làm bình thường ha. À, vậy thì làm cho cô đỡ làm nha, không có bạn là kêu bạn ngồi đó chơi, kêu bạn thảy cái file qua cho mình copy dán thôi nha. Đừng có làm vậy nha, mấy đứa làm vậy mai mốt khi rớt ráng chịu, vì không có kỹ năng để làm bài. Đúng không? Không có kỹ năng làm bài. Rồi làm tới 173 đi. À, đến nghiệp vụ ngày 12 á, phiếu ngày 12 bắt đầu cô sẽ, hay là làm luôn đi vì lý do chỗ này cái phiếu này nó cũng dễ. Thu bán hàng vé massage. Làm tiếp hay là cô giới thiệu đây làm luôn hay là ngưng chút rồi làm rồi cô giới thiệu tiếp, cô chỉ tiếp. Ngưng chút đi cô. Ok. Cô mở lại cái file của cô chứ. Ủa cô cái 334 của cô là dòng tiền số 7 hả cô? 334 hả? Dạ. 334 hả? Dạ, vệ sinh gì đó cô. À, tại vì cái chỗ này về bản chất lâu lâu nó mới phụ thôi. Nhưng mà xét về tài khoản thì nó đúng là nó phải vô là khoản chi cho người lao động là số 3. Số 3 đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Là rồi. Số 3 hay số 7 cô? Số 3 đi, 37 cũng được, cái đó phần không quan trọng đâu. Dạ. Tại vì cái này thì lâu lâu nó mới đưa, nhưng mà nếu phải xét về tài khoản thì chỗ tài khoản ta nói miễn là đối ứng là 33, 4 là lấy được. Nên mình cứ làm sẽ đúng như vậy đi, 334 đi. Lấy từ coi như là được. Ok ha. Được chưa? Cái này là mình thống nhất thôi, không có gì cả. Vậy bắt đầu làm ha. Làm rồi cô sẽ mấy giờ?